Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để mình nhận được thông báo mới nhất nha. Trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành hồi sinh những em còn lại nha các bạn. Đó, để mình đi qua cái rương mình kiểm tra coi mình còn bao nhiêu cái loại DNA nào. Ta là chúng ta còn 8 loại DNA anh em ạ. Thì mình nghĩ trong tập ngày hôm nay mình sẽ hồi sinh hai loại ở dưới nước luôn đi ha. Và đó chính là... đâu rồi? Alligator Girl. Đó. Wow. Và một loại nữa đó chính là Sturgeons nha các bạn. Sturgeons hay còn gọi là cá tầm đấy. Còn Alligator Girl chính là cá láng lớn Bắc Mỹ nha. Thì ở đây mình sẽ phân đều nó ra đi ha. Và chúng ta sẽ bỏ vào mấy cái thùng cấy. Cho nó làm cho lẹ luôn nha. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành bỏ sữa vào anh em ạ. Ở trong cái rương của mình á, trong cái inventory của mình á, mình có giữ rất là nhiều trứng của Nautilus luôn nè. Đó, để mà tránh trường hợp tụi nó bị despawn đó các bạn ạ. Đó, như tập trước mình nói, cứ đi xa tụi nó quá thì nó bị despawn, tức là nó biến mất tiêu luôn. Trời ơi, khá là đáng tiếc. Nên chúng ta phải giữ mấy trứng này thật là nhiều lên anh em ạ. Rồi, mình sẽ cho hết vào trong đây đi ha. Wow. Hình như bên đây mình cho 4 cái DNA luôn. Chúng ta phải phân ra lại chứ. Rồi. Thì ở đây mình sẽ tiến hành đi ra mình chế thêm mấy cái xô nữa đi ha. Chắc mình sẽ chế thêm 3 cái xô nữa nha các bạn. Đó, đủ 8 cái luôn. Trời ơi. Rồi, chúng ta lại múc sữa từ em bò này đi. Em bò thần anh em ạ. Wow. Sữa này không có bán được chứ bán được là tôi cũng giàu sụ luôn rồi đó. Ở đây mình sẽ cho hai bình vào đi ha. Đó. Cứ cho hai bình vào cái đã. Ây da, cầm lộn cái trứng của con Nautilus rồi. Đó, hai bình luôn nha các bạn. Rồi, bên đây để mình kiểm tra coi thử nó đã đủ chưa. Bên đây thiếu hai bình nữa nè. Rồi. Nói chung thì mình sẽ đứng đó mình chờ nó sao đi ha. Rồi, ở đây mình sẽ đi kiểm tra xem mình đã có bao nhiêu cái Dominican Emperor rồi. Chúng ta phải kiểm tra từ những cái máy sàng lọc anh em ạ. Mấy cái shifter. Đó, mình biết ngay nè, nó sẽ bị kẹt. Thế là chúng ta đã có được 6 cái Dominican Ember luôn rồi nha. Thì ở đây mình sẽ lấy thêm Gravel ra để mà cho nó lọc luôn nha các bạn. Mình cảm thấy thì nó lọc cát á, nó sẽ ra Dominican Ember dễ hơn anh em ạ. Ra hổ phách ấy, dễ hơn đó. Rồi, 6 cái. Cũng đủ ha. Vậy thì tập ngày hôm nay chúng ta sẽ làm thêm một cái công việc nữa. Đó chính là đi thuần phục những cái con quái thú ở dưới nước nha anh em. Ở đây thì mình sẽ kiếm thêm mấy cái Scarab Game nào. 3 cái rồi nè. Mình sẽ kiếm thêm một cái nữa nha các bạn. Scarab Game mình nhớ mình có 7 cái lần á. Ui sao không có vậy. Đây rồi. Rồi mình sẽ lấy ra 4 cái Scarab Game trước nha. Wow. Mấy cái này thì đào rất là khó khăn luôn đó các bạn ạ. Phải có engine, hai cái engine khảo cổ học á thì nó mới được lận. Bên đây thì nó có một cái thùng cấy nó bị vỡ ra rồi nè. Đó, khi mà thất bại chúng ta sẽ gặp cái con này đó các bạn ạ. Rồi, mình dứt nó xong mình sẽ phải dọn dẹp cái chỗ này lại. Trong đây mình có chuẩn bị sẵn một cái thùng cấy sẵn luôn rồi nè. Nó sẽ lấy ra và sẵn mình sẽ múc nước lại luôn ha. Đó, đỡ phải phí. Rồi, mình sẽ lại cho sữa cũng như là Sturgeon's DNA vào luôn nha. Chúng ta sẽ tiến hành hồi sinh cá tầm anh em ạ. Cá tầm thì trứng của nó bao đắt luôn đó các bạn ạ. Trời ơi, trứng chỉ dành cho giới thượng lưu thôi. Ok, vào trong đây chúng ta lại bỏ thêm một cái xô sữa vào cái thùng cấy này luôn nha các bạn. Đó. Rồi, 4 xô này mình sẽ để ở đây để mà dự trữ đi ha. Ok, chúng ta sẽ tiến hành dọn dẹp cái inventory cái đã. Nó quá nhiều luôn rồi. Trời ơi. Rồi, để mình đi qua đây mình kiểm tra coi. Mình sẽ lấy 4 cái Dominican Emperor nha các bạn. Và mình sẽ tiến hành kết hợp nó với lại Scarab Game để mà tạo thành Aquatic Scarab Game nha. Đây là cái 4 viên Scarab Game đặc biệt trong game này luôn đó. Ok. Thì để mình qua đây mình lấy một vài con cá nóc cái đã. Mình đã câu rất là nhiều cá ở đây rồi nè. Trời ơi. Đó, mình sẽ lấy hai con cá nóc nha các bạn. Để chúng ta đi chế thuốc thở dưới nước.
Rồi, đi vô trong đây. Chúng ta sẽ tập tành làm phù thủy trong tập ngày hôm nay luôn nha. Đó, mình sẽ tiến hành lên lầu 2 để mà chế thuốc. Lên đây chế thuốc thôi các bạn ơi. Đó, ở đây mình có mấy cái... đâu rồi? Mấy cái... à đây, mấy cái lọ nước của tôi nè. Trời ơi. Và một cái bú địa ngục nha các bạn. Chúng ta sẽ bỏ như thế này. Đó. Rồi, mình chỉ cần một con cá nóc thôi là đủ rồi. Chúng ta sẽ chế được 3 lọ thuốc nha các bạn. Thuốc thở dưới nước. Trời ơi. Đó, chờ một xíu nào. Vì đây là phiên bản cũ á, nên... cái cách thức chế tạo nó rất là dễ dàng luôn đó các bạn ơi. Và đây, đó, cho cá nóc vào nha các bạn. Trời ơi. Đó, nó đang bắt đầu điều chế rồi đó. Quá xịn quá xịn. Trời ơi. Quá hấp dẫn luôn. Rồi, gần xong rồi nè. Và ta-da, chúng ta sẽ bỏ thêm redstone vào nha các bạn. Đó, để mà nó tăng cái thời gian của thuốc lên. Ở đây chúng ta đã có được 3 bình thuốc thở dưới nước rồi, nhưng mà thời gian nó chỉ có là 3 phút thôi. Đó, khi cho redstone vào nó sẽ kéo lên và thành cái thời gian là 8 phút nha bạn. Ồ, 8 phút 3 lọ là 24 phút rồi. Trời ơi. Đây, đó, nó đã lên được 8 phút rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi ra ngoài cái hồ của những con quái thú dưới nước nha bạn. Đó. Đây, đầu tiên thì mình sẽ đi qua mấy con Cleopleurodon nha. Trước tiên chỉnh qua chế độ bình yên trước rồi mới nhảy xuống đây anh em ạ. Đây mình có mấy cái Leopleurodon xác nè. Đó, bọn này nó tập trung như vậy á, nó hay rớt mấy cái xác này ra các bạn ạ. Nó đẻ và chúng ta phải nhặt. Đó, rồi bấm chuột phải thì nó mới nở ra như vậy được. Quá nhiều Leopleurodon luôn nè. Đây, uống cái thuốc vô cái đã. Đó, thì chúng ta sẽ tiến hành thuần phục. Mình nghĩ là thuần phục một con đực và một con cái các bạn. Và cái quá trình thuần phục cái con này nó rất là khó nha. Đây, ở đây chúng ta có được một con đực rồi nè. Leopleurodon một đực kích cỡ maximum ở cái độ tuổi thứ 15 các bạn ạ. Quá kinh khủng luôn. Đây, để mình qua đây mình kiểm tra lại coi các bạn ơi. Mình vừa đợi cho nó tấu, để trời nó tối á, để bọn này nó bớt tăng động đi. Thôi bọn nó bơi kinh khủng lắm các bạn ơi. Đây, một con đực nè. Mình sẽ dứt nó luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ còn đánh nó. Đó, đánh nó cho nó thấp máu. Rồi, kích được phải vào. Đó, được rồi các bạn ơi. Đó, nó đã mất một cái Aquatic Scarab Game rồi đó. Và bây giờ mình sẽ cần... ây da, coi thử mấy con này nó có... nó thù mình không vậy? Ui, con này nó nhớ dai quá. Đó, có một cái con Leopleurodon nhỏ thôi, nhưng mà nó nhớ dai quá các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ để cho nó quên đi một xíu đi. Rồi tí mình sẽ xuống mình cởi cái con kia nha. Đó, mình đã thuần phục được một con rồi nha các bạn. Chúng ta chỉ cần đánh nó xuống... thấp máu thôi, tức là dưới 8 máu đó các bạn ạ. Đây. Trời ơi, để mình uống thêm một cái lọ thuốc nữa đi. Còn có 1 phút à. Nãy giờ mình vẫn đang quanh quẩn ở đây các bạn ạ. Trời ơi, để chúng ta thuần phục tụi này tiếp đó. Rồi, bọn này nó quên hết chưa vậy? Ở đây chúng ta có con gì đây? Đây là con đực hay là con cái đây? Một con cái các bạn ơi, quá ổn luôn. Đó, mình sẽ dứt nó. Rồi, cho cái này vào. Nói ra. Đó các bạn thấy không, nó cắn mình nó rất là khó chịu luôn. Rồi, đó, mình đã thành công rồi các bạn ơi. Và chúng ta có thể cởi nó được nha. Đó. Và dùng cái cây whip này nè để mà điều khiển được nha các bạn. Đó. Quá xịn luôn. Thế là chúng ta đã có được một con cái và một con đực rồi nè. Wow, con này bơi quá nhanh luôn các bạn ạ. À. Nó tung tăng chưa kìa. kinh khủng chưa? Ồ, nguyên một bầy luôn. Rồi, và quái vật dưới nước tiếp theo đó chính là Mosasaurus nha các bạn. Ở đây mình đã chỉnh cái hồ lại rồi nè, cho nó thành cái hồ hình vuông luôn. Và mình cũng đã làm cho nó bớt sâu luôn rồi các bạn ạ. À. Đây chúng ta sẽ đánh nó cái đã. Cái con này nó gặm đầu mình luôn, ghê thật chứ. May là mình để chế độ bình yên các bạn ạ. À, nên không có bị mất máu. Đây. Đó, đây là một con đực ha. Cũng được. Ok, thuần hóa mày luôn nha con. Mình sẽ cần đi xa xa nó ra để cho nó không có gặm cái đầu mình được nha các bạn. Rồi, khi mà máu nó dưới 8 thì nó sẽ xìu như vậy và chúng ta lít chuột phải. Ồ, bằng một cái viên Scarab Game thì nó sẽ tỉnh dậy và nó bị thuần phục nha các bạn. Đó, con này thì nó quá nặng nề rồi nên nó không có di chuyển được.
cây thật sự luôn. Trời ơi. Thôi nhưng mà thôi kệ bạn ạ. Ồ nó có một cái túi một cái túi của Mosasaurus nè. Đó. Tụi nó ở gần nhau thì nó sẽ có cái tỷ lệ rớt ra cái túi đó các bạn ạ. Wow, khá là xịn ha. Cởi được nè. Nhưng mà con Mosasaurus nó đang bị lỗi các bạn ạ. Trong bản cái trong cái bản cập nhật tiếp theo á thì nhóm tác giả mới sửa lại lần. Hay da, thôi kệ. Để mình kiểm tra coi con Mosasaurus này. Ồ là một con cái các bạn ơi. Mình sẽ canh me mình đánh nó, không cho nó gặm đầu mình anh em ạ. Đó, mày tính gặm đầu tao hả mày? Mày nè. Đánh cho nó dưới 8 máu thì nó sẽ xìu như vậy nha các bạn. Và lít chuột phải nó sẽ tỉnh vậy thôi. Đó, vậy là mình đã thuần phục xong hai loài. Ồ, thủy quái dưới nước đó chính là Thương Long Mosasaurus và thằng lằn cổ rắn Lyoplerodon rồi nha các bạn. Đó, một cái một đực cho nó đủ luôn. Trời ơi. Coi mình cởi nó nè, mình di chuyển nhẹ nè các bạn à. Cái con này nó đang bị kẹt đấy các bạn à. Chứ nó không là nó sẽ bơi rất là nhanh luôn. Ồ, nhanh hơn cả con Lyoplerodon hồi nãy luôn đó. Ồ, kinh khủng chưa. Ok, nói chung vậy là đủ rồi các bạn à. Để mình sẽ cho thêm mấy trái bon. Ồ, số bon này hồi nãy mình có lụm lên lại các bạn ơi. Tại mình cho nó quá là nhiều luôn rồi. Về cái chuồng này mình cũng đã giảm cái độ sâu từ 10 ô xuống còn 5 ô rồi. Ồ. Và các bạn thấy không, nó đã thành hình chữ nhật. Chúng ta đã thay hết toàn bộ luôn. Và nó cao hơn 2 ô nè. Và hai lớp kiến nữa. À cái con Mosasaurus này chúng ta có thể dùng cái school tick, cái cây gậy đầu lâu để mà điều khiển nó, cho nó stay follow và wander nha các bạn. Đó. Còn con Lyoplerodon thì chúng ta có thể dùng mấy cái cây stick bình thường thôi. Ồ, kinh khủng chưa. Đây. Đây là cái hồ dày 2 ô luôn đó. Để cho một ngày nó đỡ phá các bạn ơi. Ồ, dưới đây mình cũng đã làm lại hết luôn rồi. Nói chung là khi nào xong cái công viên thì mình sẽ giới thiệu cho bạn một lần nữa nha. À, trời ơi. Thế là đã thu phục xong tụi nó rồi nè. Wow, nó khá là lì. Trời ơi, phải chi nó không bị mắc kẹt là chúng ta có thể bơi tung tăng thoải mái rồi. Thôi, bây giờ mình sẽ tiến hành đi vô cái viện nghiên cứu các bạn à. Để mình coi thử mấy cái loài cá của chúng ta. Hai cái loài hồi nãy. Đây, nó đã thành những cái bọc trứng rồi nè. Wow, để mình kiểm tra coi trong đây nó còn sót cái DNA nào hay không. Có sót cái nào không? Hình như không sót rồi bạn ơi. Quá xịn luôn. Vậy thì chắc chúng ta sẽ tiến hành dọn dẹp cái inventory cái đã. Ba lô mình thì cũng đã full luôn rồi. Chắc mình sẽ cho mấy cái quả bon vào đây đi. Và cái whip này thì mình sẽ gộp lại nha. Nãy giờ cưỡi á, nó bị hư hao đó bạn à. Rồi, chúng ta sẽ cho hết mấy cái thuốc vào hết luôn. Và lấy mấy cái trứng của cá tầm ra nè. Sturgeons, cá tầm đó các bạn ạ. À. Một loại cực kỳ, trứng cực kỳ đắt luôn đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi hồi sinh bọn này nha các bạn. Wow, bọn Nautilus ở đây nó đẻ trứng quá nhiều luôn nè. Đầu tiên mình sẽ hồi sinh mấy con cá láng lớn Bắc Mỹ nha. Hay còn gọi là alligator gar nha các bạn. Đây. Hoặc là cá sấu ga đó. Nó có khá là nhiều tên. Con này nhìn nhìn nó không có giống cá sấu ta. Hình như răng nó khá là giống cá sấu bạn ơi. Và con này nó cũng giống như Nautilus luôn. Nó không ăn không uống. Wow, căng vậy. À tức là trong cái game này nó không ăn không uống thôi. Ngoài đời nó vẫn ăn uống bình thường nha bạn. Wow, trứng của bọn Nautilus ở đây đông quá. Để mình dọn dẹp cái đã. Quá chừng trứng luôn. Chịu sao mà nổi. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ cho mấy cái con cá tầm. Mình sẽ hồi sinh tụi nó luôn nha các bạn. Cá tầm. Quá chừng cá tầm luôn. Ta-da. Đây là cá tầm đấy bạn ơi. Một trong những cái loài cá mà trứng nó cực kỳ đắt đỏ luôn đó. Wow. Ok, mình đã hồi sinh xong luôn rồi. Đó, và bọn này nó cũng không ăn không uống luôn. Đỡ phải cho ăn các bạn à. Quá xịn luôn rồi. Ok. Trời ơi. Đây, alligator gar. Ở đây mình cũng có thêm trứng của bọn Nautilus hồi nãy nè. Mình nhặt lại cái đã. Nó quá xá nhiều luôn rồi.
ngợp thở của tôi hết. Rồi, chắc mình sẽ cho trứng trứng của cái bọn Nautilus vào mấy cái rương các bạn à. Mình mới đặt thêm 5 cái rương ở đây nè. Đó, chúng ta cho vào để mà dự trù. Nói chung á, khi mà các bạn thoát game mà các bạn ở quá xa cái hồ này á, thì mấy cái con Nautilus nó sẽ biến mất nha các bạn. Nó biến mất luôn đó, kinh khủng lắm. Quá đáng sợ luôn rồi. Mình bị mấy lần rồi đó. Nên mình bây giờ mình rút kinh nghiệm là phải thu hoạch trứng của tụi nó thiệt là nhiều lên. Đó, để mà chúng ta khi mà tụi nó biến mất á, chúng ta đỡ phải đỡ mất công nữa. Trời ơi, mình không biết cái đó có phải là lỗi game hay không, nhưng mà cũng khá là đáng tiếc đó. Rồi, bây giờ mình sẽ cho hết vào mấy cái rương hết nha. Quá chừng trứng luôn đó. Rồi, để mình xuống đây mình thử nào. Alligator Girl. Nhìn răng nó cũng khá là ghê đấy bạn à. Và đây là Sturgeon, cá tầm. Cá tầm và cá láng lớn Bắc Mỹ. Đó, nhìn nó cũng khá là khác nhau ha. Nhìn nó na ná thôi. Đó, khá xịn các bạn ơi. Mấy con này thì nuôi khá là khỏe, chúng ta khỏi cần phải cho ăn luôn. Rồi, quá đã, quá đã. À, bây giờ để mình thử mình lít chuột phải vào cái con Nautilus, nó không có nhặt lên được các bạn ơi. Để mình mình dùng cái Flint and Steel nó cũng không được luôn. Để mình thử mình chặt mấy con Nautilus này thử được không. Chặt cũng không được luôn. Sao mà khó ăn quá vậy ta. Wow. Chặt được nè các bạn ơi. Phải có cái khoảng cách. Chúng ta phải cách nó nhiều hơn 3 ô rồi mới chặt được. Đó, chứ ở gần nó trong 3 ô thì nó sẽ thu mình vào trong cái lớp vỏ rất là dày các bạn à. Đó, từ từ, chúng ta không thể đốt nó được nè. Ôi, vậy mà trên wiki nó kêu là đốt được, đốt thì nó sẽ chui ra nữa chứ. Trời ơi, thiệt là xạo quá đi. Rồi, để chúng ta sẽ kiếm mấy cái con kiếm mấy cái con mà nó không có chui vô vỏ các bạn à, để mình chặt nó. Cái gì vậy, cái con này nó lanh quá vậy. Chui gì mà nó chui vô vỏ luôn rồi. Trời ơi, cái con này. Đây đây, mình sẽ nhử cho nó các bạn ạ. Chặt được một cái nè, chặt hai cái nè. Con này. Trời ơi, chặt được hai cái thôi các bạn ạ. Đây đây, nó có thêm một cái trứng của một Nautilus và cũng như trứng của một con rùa nè. Con Henodus. Đây là một cái loài bò sát chứ không phải là rùa các bạn ạ. Nó rất là giống với con rùa thôi. Trời ơi. Đây, một chặt nữa cho mày chết luôn đi con. Đây, mày nè. Không được hả. Mày nè. Nó đã chết rồi các bạn ơi. Và nó đã rớt cho mình một cái vỏ rỗng nè. Empty shell. Ok, thì bây giờ mình sẽ đưa cho các bạn những thông tin về em cá tầm cũng như là cá láng lớn Bắc Mỹ đây nha. Hai em và mình vừa hồi sinh đó. We'll be right back.
thì đó là những thông tin về mấy em sturgeon, cá tầm và cá lớn lớn Bắc Mỹ hay là cá sấu gà nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình đã tiến hành thuần phục những em quái thú ở dưới nước, như là Liopleurodon, Thương Long Mosasaurus, và mình đã hồi sinh xong hai em cá tầm, cá lớn lớn Bắc Mỹ rồi. Nếu thấy các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ like fanpage Fury Gaming và comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.